Bài viết này tập trung vào kế hoạch triển khai công nghệ VAR tại giải V-League 2023. Theo đánh giá từ FIFA, khoảng 3 đến 5 trận đấu trong mùa giải sẽ được chọn để áp dụng công nghệ VAR. Những trận đấu này không có tính chất đua tranh thứ hạng vô địch hoặc lên xuống hạng. Để thực hiện công nghệ VAR, sân thi đấu cần được đo chắc địa bằng máy móc chuyên dụng để tích hợp đường kẻ việt vị ảo. Việc triển khai VAR sẽ được bắt đầu từ vòng 3 giai đoạn 2V. League 2023 dựa trên điểm số của các đội trên bảng xếp hạng, đội ngũ kỹ thuật sẽ mất khoảng 4 ngày làm việc, sân thi đấu để hoàn thành việc đo đạc, đảm bảo độ chính xác cho đường kẻ việt vị ảo khi vận hành trận đấu có công nghệ VAR. VPF cùng với ban trọng tài VFF đã lên kế hoạch phổ biến thông tin và làm việc với các câu lạc bộ tại V-League để chuẩn bị cho việc triển khai công nghệ VAR tại các trận đấu.